gì ơi? Anh rơi cái ví anh ơi. Rồi. Sao không nói sớm? Ơ. Con chó này. Cái gì? Mày lấy tiền tao à? Tôi có biết gì đâu. Thế tôi thấy anh rơi ví thì tôi bảo là anh rơi ví quay lại nhặt tôi mà. Chứ tôi có biết tiền nong gì đâu. Thế không tin thì anh kiểm tra người tôi mà xem. Đây nhở? Sao không có nhở? Đấy anh thấy chưa? Tôi có lấy tiền gì của anh, tôi có nói dối gì đâu. Em ơi, hai suất mang đi. Dạ vâng. Của anh hết 50 nghìn. Con danh con nó lừa mình à? Anh xem là có làm rơi ở đâu không? Chứ tôi không dám lấy của anh đâu. Alo, anh nghe đi vợ ơi. Để xem lần này mà chạy đi đâu nữa nhá. Có mỗi tí việc mà cũng không làm xong là sao? Hả? Sao anh ăn hại thế? Không có tôi thì anh làm cái gì? Cặp đất ăn à? Lại đàn ông vô dụng này. Kìa. Tự nhiên lại nặng lời với anh thế. Cái gì cơ? Nặng lời á? Nặng lời như thế nhưng mà cái đầu đất của anh không thông được đâu. Lấy được rồi phải mở ra xem trong đấy có cái gì chứ. Chỉ có ai mà biết. Nhưng mà anh thắc mắc á, là mình đã thu nợ thứ nó đầy đủ rồi đúng không? Thế tại sao lại còn phải đi ăn trộm tiền nó làm gì nữa? Bảo ngu thì lại tự ái. Mình lấy ấy, để nó không có tiền trả đúng hạn, để tiền lãi nó tăng lên chứ làm sao nữa. Từ đâu nó biết lãi nhiều như thế? Nó có phải không? Hả? Đừng có viện cớ nữa. Đi qua đấy lấy tiền về nhanh lên. Tăng tiền lãi lên gấp đôi. Đi nhanh lên còn trời có mắt ra đấy à? Đâu rồi nhỉ? Rõ ràng là ví tiền mình để ở đây mà. Ai? Đóng tiền lãi đây. Anh ơi, tiền em định đưa cho anh lúc sáng nhưng mà chẳng hiểu sao em để ví ở đây bây giờ chẳng thấy đâu cả. Thôi, đừng có điêu. Tại sao trong ví không có tiền? À nhầm. Tại sao hôm nay lại không có tiền? À, đã bảo hôm nay đóng là phải hôm nay đóng. Còn nếu như hôm nay không đóng được nhá, gấp đôi. Ôi anh ơi, tiền lời lãi đã cao lắm rồi ạ. Bây giờ anh chị mà còn tăng tiền nữa thì em không biết bao giờ mới trả đủ được nữa. Thế à? Không trả được thì anh có một cách khác cho em. Anh bảo làm vợ nhỏ của anh ấy, để cho anh một thằng cu. À, anh xóa nợ cho, như nào? Hả? Anh vừa phải thôi. Bây giờ chị Linh mà biết được thì sẽ thế nào? Em sao nhở? Em không nói, anh không nói thì làm sao mà nó biết được? Hả? Thôi, nghe anh, 9 tháng rồi là em xóa sạch nợ nhá. Để cho thằng cu đi. Tôi hét lên anh. Thằng ăn mày là mày đánh tao à? Ba ngày ban mặt, làm gì con gái nhà người ta đấy? Nó thiếu nợ tao, bây giờ bắt giả bằng tiền nó không giả được thì nó phải giả cho tao bằng cách khác, mày hiểu chưa? Nợ tiền thì trả tiền thôi, này, cầm tiền rồi cút đi nhá. Mày... Sao? Camera ghi hết lại đấy. Anh mà không đi tao báo công an này. Thích gây rối à? Nhớ mặt tao. Cảm ơn anh. Nhưng mà số tiền nhiều như vậy tôi chưa trả luôn cho anh được. Không có gì đâu, tiền của cô mà. Nó bảo sao cơ? Chưa có tiền trả luôn á? Ừ, nó bảo với anh là mình cứ tăng tiền lãi lên cao quá, bây giờ là ngang ép nó vào đường cùng. Nó không có tiền để giả mình nữa rồi. Nó bảo là bây giờ một tắc nó cũng không thèm giả, được chưa? Cái gì cơ? Con danh này láo như thế cơ á? Đã ăn tiền của mình rồi còn ăn nói bớ vẩn như thế. Được rồi nhá. Cái riêng cái con này không thể nào mà nhẹ nhàng với nó được. Đúng rồi. Em phải đến tận nơi, phải đến tận quán của nó, dằn mặt nó. Phải ép cho nó khi nào nó giả tiền mình thì thôi, phá cái quán nó luôn. Được rồi, sáng ngày mai nhá, gọi thêm mấy thằng qua đấy với tôi. Trời ơi. Dương ơi Dương, quả này xem em chịu anh không.
nói cũng nghe. Ơ, các anh làm gì vậy? Sao lại phá quán em à? Này, con Danh kia, tại sao hôm qua chồng tao đến thu tiền lãi mà không trả? Mày định quỵt nợ à? Đâu có đâu chị, em đưa tiền cho anh rồi mà. Ờ, này, rõ ràng hôm qua tôi đến nhưng mà cô không đưa tôi bất cứ một đồng nào cả. Cô còn bảo với tôi là cái gì mà mấy người tăng giá lãi các thứ cao quá này thì ngang bắt ép người ta các thứ thứ xong cô bảo là cũng bùng không trả nữa còn gì. Ờ, không phải, chị ơi, anh chị về xem lại đi, chứ rõ ràng em đưa tiền cho anh rồi mà. Câm mồm, mày thích diễn với tao không? Hả? Tao cảnh cáo mày này, ngày mai ấy, tốt nhất là đem tiền đến nhà tao, đừng có thiếu xu nào, không tao giết mày luôn anh hiểu chưa? Đi. Là anh giở trò. Em thấy chưa? Còn vợ anh đến anh còn ngán đúng chi là em. Em thôi, về suy nghĩ kỹ vào nhá. Suy nghĩ về cái điều kiện của anh ấy. Mai là đến hạn trả lãi rồi đấy. Nhớ chưa? Có gì nhớ con cho anh nhá. Con mi. Anh biết ngay là em thông minh mà. Anh từ từ đã. Chị Linh có biết là anh đến đây không? Biết làm sao được. Con mụ già nhá, nó chỉ quan tâm đến tiền thôi. Anh vắng có một đêm nó không thể nào nó biết được đâu. Anh mà có con như thế, sao anh không nói với vợ mình? Ôi giời. Cái con vợ ở nhà của anh ấy, nó vừa già vừa xấu, anh không thèm. Anh ấy chỉ thích với kiểu ngoan ngoãn hiền lành như em thôi. Anh nhớ điều kiện đi nhá. Cứ yên tâm, không phải lo. Anh sẽ về anh bảo là anh thu tiền rồi nhưng mà mình quên. Thế à? Anh nói thôi, nó không để ý đâu. Chị Linh mà biết là anh chết chắc ấy. Úi giời ơi, sao lại phải sợ nhờ? Anh phải sợ con mụ đấy á? Anh không chấp nó thì thôi, con tuổi gì? Ghê quá nhở? Em, sao em lại ở đây? Tôi đấy để xem thử, anh chê ba ngắn ngẩm tôi như nào. Còn cả mày nữa, mày dám mồi chài chồng tao, mày định dạm chân ra để xóa nợ à? À con kia, biết thành của chợ. Này, thôi đi, về để xem lại chồng của mình đi nhá. Này, mày cút vào chỗ khác nhá, mày là thằng nào mà cản tao? À, bọn mày cùng một giường với nhau cả đúng không? Được rồi, hôm nay ấy, tao sẽ cho bọn mày biết tay rồi chứ. Này, mới có mấy năm không gặp, mà giờ cũng mạnh miệng quá nhờ. Không nhớ tôi là ai à? Anh Toàn, em xin anh, bây giờ chỉ có mỗi anh mới giúp được hai vợ chồng em thôi ạ. Chứ bây giờ không có ai giúp được nữa đâu ạ. Đúng đấy, em xin anh chứ bây giờ thật sự với anh là vợ em nó mới phát hiện là có khối u trong người. Mà bây giờ nó bệnh tật như này nó không chữa luôn, xong rồi nó biến chứng ra thì thể anh chết luôn đấy cả. Cả hai người đã mượn tiền tôi bao nhiêu lần và bao nhiêu tiền thì có nhớ không? Dạ, bọn em nhớ chứ anh, làm sao bọn em dám quên được ạ. Nhưng mà khổ quá, thì bây giờ vợ em nó ở nhà nó bệnh tật mà em cũng phải ở nhà để chăm sóc vợ. Bây giờ anh giúp bọn em, anh cho bọn em vay tiền, em trị bệnh cho vợ em khỏe thì bọn em mới đi làm để kiếm tiền trả nợ cho anh được chứ. Vốn bao nhiêu? Dạ, 300 triệu ạ. Thôi được rồi, số tiền đấy tôi sẽ cho hai người vay và không thu lãi. Khi nào hai người khỏe rồi thì đi làm và trả cho tôi được không? Dạ. Em cảm ơn anh ạ, ơn của anh cả đời này bọn em sẽ không bao giờ quên ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Suốt đời em không bao giờ quên ơn anh, em sẽ cố gắng đi làm để kiếm tiền trả cho anh ạ. Anh Toàn. Sao? Nhận ra tôi rồi à? Sau mấy năm công tiền của tôi bỏ trốn, làm ăn có vẻ khấm khá quá nhỉ? Dạ không có ạ. Thật ra là bọn em cũng định trả cho anh rồi, nhưng mà tại mấy năm nay bệnh của em cứ phát đi phát lại cho nên là... Đi. Thôi bớt đi. Hai người ôm tiền của tôi rồi bỏ trốn, chứ có bệnh tật cái gì đâu. Có mà trốn nợ thì có ấy, nhá. Thế để bây giờ bọn em trả anh luôn ạ. Em lấy tiền trả anh Toàn. Thôi, không cần nữa. Tôi báo công an hết rồi. Hai người lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tất cả những mà chúng tôi đều có hết. Chuẩn bị ngồi tù đi, nhá. Anh ơi, em xin anh bỏ qua bọn em đúng không ạ? Cho vay nặng lãi để nhàn hạ quá rồi. Vợ thì đe dọa, chồng thì dở trò sau lưng. Hai người cứ làm trò ác suốt như vậy à? Tôi để hai người ở ngoài ấy, hai người hại bao nhiêu người nữa đây hả? Anh Toàn ơi, em xin anh tha cho hai vợ chồng em được không ạ? Anh xin anh, em xin anh. Anh Toàn.
May mà có anh mày kế cho tôi ấy, để cho cô ta bắt quả tang ông chồng cũng trộm. Nếu không thì ngày mai tôi không yên mất. Không có gì đâu, tụi đáng bị như vậy mà. Cảm ơn anh. Thôi, tôi xong việc rồi, chào cô, tôi đi nhá. Toàn, lâu lắm rồi không gặp. Nào, lại đây. Để tớ giới thiệu cậu với cả bạn trai và các bạn mới của tớ nhá. Dương này, anh thấy là cái việc này không cần thiết đâu. Không phải hạng người nào mình cũng nên giao du em ạ. Tớ cũng chả thích làm quen với cái loại kiểu như thế. Chân cẳng chả ra là sao. Thôi, mình mở quà đi. Toàn là những món đồ đắt tiền thôi. Cậu sẽ thích nghe cho mà xem. Được rồi, mình sẽ mở quà. Ôi, đẹp quá. Này, đây chính là cái sợi dây chuyền của hãng em thích nhất đấy. Anh phải săn kỳ công lắm mới mua được nó đấy. Cảm ơn anh. Xem nào. Wow, đôi giày đẹp quá. Cái áo này cũng rất đẹp. Cảm ơn mọi người nhá. Ồ, để xem là anh chàng này tặng quà gì cho em nào. Xem đi. Sao cậu lại tặng tớ hạc giấy? Chẳng phải ngày xưa tớ dạy cậu gấp mãi mà cậu không gấp được sao? Này, tớ thích lắm. Ê, 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 cậu đùa à? Giờ bọn trẻ con nó còn chả tặng nhau một cái món này. Đúng rồi đấy, anh không đến đi thôi. Đến thì phải đến cho đàng hoàng chứ. Anh tặng quà bạn tôi như thế này là không tôn trọng bạn tôi rồi. Tôi mà là người nhận, tôi sẽ cảm thấy xấu hổ lắm đấy. May mà ở đây toàn những người thân thiết thôi. Nếu mà có người ngoài thì không biết họ sẽ nghĩ sao nữa. Sao các cậu lại nói thế? Quà của ai mình cũng quý hết. Cậu không cần phải giữ thể diện cho hắn ta đâu. Mang cái món quà như này đến đây á là đã không tôn trọng cậu rồi. Cạch mặt đi cho xong. Hóa ra là tình bạn của hai người chỉ đến thế rồi. Thôi đủ rồi, dừng lại đi. Hôm nay mình mời mọi người đến đây là để chúc mừng mình, chứ không phải là để chỉ trích nhau như thế. Mặc kệ cô ấy, tặng mấy món quà là đã vui này. Có vẻ như người bạn năm xưa của tôi đã thay đổi rồi. Việc tôi muốn nói cho cô ấy biết về những người bạn xung quanh cô ấy, chưa chắc đã là những thứ cô ấy muốn nghe. Chân của cậu sao bây giờ lại thành ra như vậy? Không sao đâu. Trẻ tôi mới bị ngã nên chỉ còn đau thôi. Và tôi không hề tàn phế. Tại sao cậu thái độ đã thay đổi đột ngột như vậy? Không sợ đứng cạnh tôi người ta sẽ cười cậu? Cũng may là cậu đã xuất hiện trở lại. Nếu không tôi đã thật sự biến thành một con người vật chất thực dụng xấu xa như bọn họ. Từ bao giờ giá trị của một con người lại đánh đổi so sánh bằng tiền bạc cơ chứ? Thế rốt cuộc nó đã có chuyện gì vậy? Cô nghĩ cái gì mà tặng mẹ tôi cái đống giải rách này hả? Anh, đây là mẹ em đã tự chọn vải để may tặng bác gái mà. Em và mẹ đã rất cố gắng tỉ mỉ để làm nó. Tuy đây không phải là món quà đắt tiền, nhưng đó là tấm lòng của em. Tấm lòng của cô to quá nhỉ, tốt quá nhỉ. Nhưng mà đem về mà xào với dưa đi. Cô chỉ biết ăn đồ của người khác rồi. Trước giờ tôi tặng cô toàn là đồ như nào à? Không phải là đồ hiệu là cái gì hả? Từ trước đến nay em không yêu cầu anh phải tặng quà đắt tiền. Bởi vì em nghĩ ý nghĩa của món quà nằm ở tấm lòng của người tặng. Vậy nên em đã mang thứ tốt nhất em có thể làm đến để tặng mẹ anh mà. Thôi, cô tiếc tiền thì cô cứ nói thẳng ra. Đừng có bao giờ mang mấy cái thứ rác rưởi đến nhà tôi nữa. Tại sao lại có những con người tham lam trơ tráo đến như vậy chứ? Chắc là hôm trước cậu cũng đã thất vọng vì tớ lắm đúng không? Nhưng mà bây giờ tớ đã thức tỉnh rồi. Dù muộn vẫn còn hơn là không đúng không? Tớ không trách cậu. Tớ đang tự trách tớ thôi. Tại vì hôm đó tớ đã không đủ mạnh mẽ để nói cho cậu biết toàn bộ sự thật. Sự thật? Ngày mai cậu hãy đi với tớ.
trông đẹp quá. Nhìn này em lại thấy buồn cười. Con Dương hôm nọ hôm sinh nhật ý, nó không biết là hàng giả hay sao ấy. Con bé đấy không quen anh thì cả đời nó không biết hàng hiệu là cái gì. Mà mấy cái hàng giả chất lượng cao một tí, thế là quá phù hợp với nó rồi. Em sẽ cho nó một bài học vì đã dám tặng mẹ anh đồ rẻ tiền. Nghĩ lại vẫn thấy tức. Nó quả như là không xứng đáng với những gì anh bỏ ra mà. Cuối tuần này em sẽ tổ chức sinh nhật. Hôm đấy á, sẽ là ngày thảm họa của nó. Thì ra đây là cái gọi là sự chân thành của bọn họ. Tớ có một cách này có thể giúp cậu trả cân tốt hơn đấy. Bây giờ cậu đừng vội ra mặt. Yeah. Chúc mừng sinh nhật cậu Linh nhá. Mà sợi dây chuyền của cậu đẹp thật đấy. Hàng thật à? Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến mừng sinh nhật mình. Mọi người đến là mình vui rồi, còn tặng quà nữa chứ. Làm sao mà đến tay không được. Món quà càng đắt tiền thì càng thể hiện mối quan hệ thân thiết chứ. Nhưng mà Dương chưa đến à? Bạn thân kiểu gì mà đoảng thế? Em nghe nói Dương với anh Huy chia tay rồi à? Có chuyện gì thế? Có lẽ là vì anh chưa đủ chân thành, thế nên là cô ấy không trân trọng. Em có nghe chuyện Dương đến nhà anh nhưng mà tiếc tiền rồi. Dù nghèo như thế nào thì cũng phải cư xử làm sao để người ta tôn trọng mình chứ. Hay là xấu hổ quá cho nên không dám tới. Hoặc cũng có thể là vì tiếc rẻ mấy đồng tiền bạc mua quà ấy, cho nên là không dám đến. Ôi, Dương. Tớ đến rồi đây. Hôm nay cậu mặc bộ đồ này đẹp thật đấy. Tớ còn tưởng cậu là nhân vật chính không à. Sinh nhật bạn thân mà cậu đến muộn thế. Tớ buồn lắm đấy. Đã thế lại còn dắt theo tên giả hôn gì nữa. Mới chia tay bạn trai đã lâu mà đã đi cùng với cả một người đàn ông khác. Hóa ra là không phải là vì anh chưa đủ yêu em, mà là vì trong lòng em đã sớm có người khác rồi đúng không? Anh cứ coi như mình là nạn nhân đi. Hôm nay cậu với anh bạn này đến chắc không phải là tặng món quà là hạc giấy như lần trước đúng không? Bạn thân thì món quà phải đặc biệt một tí chứ. Quà của cậu đây. Cái gì? Cậu không có tiền thì không cần tặng. Tại sao phải làm cái trò này? Sao lại làm thế? Hai người là bạn thân của nhau mà. Bạn thân? Có bạn thân nào mà lại đi cặp kè với bạn trai của bạn thân mình không? Này, cô tức quá hóa giận à? Sao lại đặt điều vu khống người khác như thế? Tôi biết là anh sẽ cãi, cho nên tôi đã chuẩn bị những tấm ảnh này ra được chụp ở quán của tôi đấy. Uầy, này, hóa ra là thật này. Thế mà cô ta còn nói Dương chẳng ra gì, lại còn bảo là Dương đã cướp mất anh Huy của cô ta đấy chứ. Còn cái gì chứ? Cái này là giả đấy. Cô ta còn đang tặng quà giả thì cái này là giả. Các cậu phải bò nó mà bị dắt mũi đấy. Nếu không phải thật thì làm sao cô phải hóa điên lên như thế? Thứ giả dối chính là cô và anh ta đấy. Tôi chỉ mang đến tặng cô lại sợi dây chuyền mà anh ta hôm sinh nhật đã tặng tôi thôi. Hóa ra là như thế. Đúng là thật giả lẫn lộn. Hôm nay cô ta cũng đeo sợi dây chuyền giả kìa. Sợi dây chuyền của cậu mới là thật đúng không? Cậu ngầu thật đấy. Có một người bạn như thế này thì cần gì tự mình mua những món quà đắt tiền là được rồi. Cậu bớt thảo mai lại đi. Ngay từ đầu hai người đã coi tôi như là con ngốc để mà trêu đùa. Tình cảm và tình yêu của hai người dành cho tôi đều là giả, nên mới mua những thứ giả này để tặng cho tôi đúng không? Hai người nghĩ tôi vui mừng bởi vì nghĩ tôi được tặng đồ hiệu sao? Không phải như thế. Tôi vui bởi vì tôi trân quý tình cảm của hai người thật lòng. Tôi không giàu, nhưng mà tôi đã đối đãi với hai người bằng hết khả năng mình có thể. Hai người không xứng đáng với tình cảm của tôi. Trên thế gian này, tình cảm là một điều gì đó thiêng liêng nhất và nó quan trọng nhất. Không hề có một thứ vật chất nào có thể so sánh được với nó cả. Nếu như suy luận theo quan điểm của hai người, đó là tình cảm tỷ lệ thuận với vật chất, thì chẳng phải suy ra là hai người là hai kẻ nghèo nhất hay sao? Đây, hôm nay tôi có mang tới một chai rượu để góp vui với cả hai người. Và yên tâm đi, đây là một chai rượu xịn đấy, không có rượu giả đâu.
Này, em bị điên à? Rắt lắm đấy. Cho tớ nắm tay cậu thêm một chút nữa nhé. Cảm ơn cậu đã giúp tớ hả hê như hôm nay. Và cảm ơn cậu vì đã trở về, để tớ không trở thành người mà mình ghét. Mà cậu có biết tại sao tớ lại trở về và tặng cậu món quà kia không? Vì lần trước tớ đã tặng cậu hộp hạt giấy chứ gì. Đừng nói là cậu đã mở từng con hạc giấy ra rồi đấy nhá. Đúng vậy. Trong từng con hạc mà tớ gấp thì đều có những dòng nhắn đúng như vậy. Đó là sự thể hiện cho tình cảm của tớ. Xin lỗi cậu, vì tớ đã không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn và đã không đủ mạnh mẽ để nói lời yêu cậu trước.